VinFast sẽ bàn giao lô xe VF9 đầu tiên vào ngày 27 tháng 3 năm 2023. VinFast công bố sẽ chính thức bàn giao mẫu SUV điện cỡ lớn VF9 đầu tiên cho khách hàng từ ngày 27 tháng 3 năm 2023. Lễ bàn giao xe sẽ được tổ chức đồng thời tại Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và sẽ được triển khai tại tất cả showroom trên toàn quốc trong các ngày tiếp theo. VF9 là mẫu xe điện thuộc phân khúc E/SUV, có thiết kế lớn nhất trong dải xe điện của VinFast hiện tại, với kích thước các chiều dài, rộng, cao là 5.118mm x 2.254mm x 1.696mm. Chiều dài cơ sở lên tới 3.150mm cùng cấu tạo đơn giản đặc trưng của xe điện, giúp mang tới một không gian nội thất rộng rãi, tối ưu cho thiết kế 7 chỗ full size hoặc 6 chỗ ngồi, tùy chọn ghế cơ trưởng. Bên cạnh lựa chọn về số chỗ ngồi, VinFast VF9 cũng có hai tùy chọn phiên bản gồm Eco và Plus. Cả hai đều được trang bị động cơ điện công suất tối đa lên tới 300 kW tương đương 402 mã lực và mô men xoắn cực đại 620 Nm, cùng bộ pin có dung lượng khả dụng đạt 92 kW, có thể di chuyển quãng đường lên tới 438 km sau mỗi lần sạc đầy đối với phiên bản Eco và 423 km đối với phiên bản Plus theo tiêu chuẩn WLTP. Thời gian sạc pin nhanh nhất từ mức 10% lên 70% của VinFast VF9 chỉ là 26 phút. Là mẫu xe điện cao cấp nhất của VinFast, VF9 được trang bị các tiện nghi đẳng cấp như hệ thống hai hàng ghế trước tích hợp massage, thông gió và sưởi cho bản Plus, màn hình giải trí trung tâm 15,6 inch, màn hình giải trí 8 inch cho hàng ghế thứ hai cho bản Plus, màn hình hiển thị HUD trên kính lái, trần kính toàn cảnh cho bản Plus, gương chiếu hậu ngoài xe chống chói tự động, 11 túi khí. Xe cũng được tích hợp hệ thống trợ lái nâng cao, ADAS, với một số tính năng cấp độ 2, bộ ứng dụng tiện ích và giải trí thông minh Smart Services sẽ liên tục được cập nhật phần mềm miễn phí FOTA để nâng cấp tính năng và mang đến trải nghiệm thú vị hơn cho khách hàng. Lễ bàn giao xe VF9 cho các khách hàng đầu tiên tại 3 miền Bắc, Trung, Nam sẽ được VinFast tổ chức vào ngày 27 tháng 3 năm 2023 tại showroom VinFast Ocean Park Hà Nội, VinFast Ngô Quyền Đà Nẵng và VinFast Landmark 81 thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đó, các showroom, đại lý VinFast trên toàn quốc cũng sẽ tiến hành bàn giao xe cho khách hàng, theo đúng số thứ tự đặt cọc. VinFast cũng hỗ trợ giao xe tại nhà cho các khách hàng có nhu cầu. Bà Lê Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup kiêm Chủ tịch VinFast chia sẻ, tiếp theo VFE34 và VF8, việc bàn giao xe VF9 theo đúng kế hoạch và cam kết với khách hàng đã khẳng định khả năng làm chủ công nghệ, tối ưu quy trình phát triển, sản xuất xe của VinFast. Tôi tin tưởng rằng cùng với mức chi phí hấp dẫn để sở hữu xe và các dịch vụ hậu mãi xuất sắc mà VinFast đang triển khai, dòng sản phẩm đẳng cấp VF9 sẽ làm hài lòng tất cả khách hàng đã tin tưởng đặt cọc và chờ đợi trong hơn một năm qua. Sau thị trường Việt Nam, dự kiến VinFast cũng sẽ xuất khẩu lô xe VF9 đầu tiên ra thị trường quốc tế trong thời gian tới. Ngoài ra, VinFast cũng đang chuẩn bị bàn giao mẫu xe VF5 Plus vào tháng 4 năm 2023 theo đúng kế hoạch đã đề ra.